Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân, tôi gửi lời chào tất cả anh chị em đang và sẽ kết nối vào Hội Thánh cho bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Xin Chúa sức dầu cho đôi tai, cho tấm lòng, cho mọi lời nói, để những gì chúng ta cùng học buổi tối hôm nay đem lại lời tối đa cho tất cả các anh chị em đang theo dõi. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta nha. Dạ, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Dạ, xin Chúa ban phước cho những ai đang kết nối vào Hội Thánh giờ này. Xin sự sức dầu của Ngài tuôn đổ trên tấm lòng của chúng ta, để lời của Chúa đem lại sự sống, đem lại sự giải phóng, đem lại sự chữa lành, đem lại sự tươi mới, đem lại niềm hy vọng cho tất cả mọi anh chị em mình, và đặc biệt hơn đem lại sự tự do. Vì lời của Chúa chép rằng những ai biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha người đó. Amen. Cảm ơn Ngài. Dạ. Chúng ta đã hoãn một tuần, và tuần này thì chúng ta lại bắt đầu bài học của mình. Đây là bài học thứ tư trong loạt bài Tin Lành Quyền Phép. Bài học thứ tư này chúng ta sẽ nói về chủ đề là tầm quan trọng của việc chia sẻ phúc âm. Tại sao chúng ta phải chia sẻ phúc âm? Chia sẻ phúc âm thì có lợi gì? Đem lại điều gì cho người nghe lẫn người nói? Đem lại điều gì cho vương quốc Đức Chúa Trời, cho thế giới này? Đây là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Xin Chúa ban phước cho hết thảy các bạn chị em mình. Tôi cảm nhận Chúa của chúng ta đang hiện diện ở đây và kết nối tất cả anh chị em mình trong buổi tối này. Cho nên giờ này tôi cần anh chị em mình hiệp lòng để chúng ta cầu nguyện, trình dâng mọi điều cho Ngài. Trình dâng những gì chúng ta làm cho Ngài, để xin sự hướng dẫn, xin sự ban phước từ nơi chính Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ được phước. Amen. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với tôi nha. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, tất cả anh em chúng con đồng một lòng với đức tin trình lên Ngài buổi tối hôm nay. Chúa, chúng con sẽ cùng nhau học bài học này, và xin Cha gửi Thánh Linh của Ngài thật đầy dẫy sức dầu cho chúng con, làm mới mẻ tâm hồn chúng con, làm mạnh mẽ tâm linh chúng con, làm cho thân thể chúng con được khỏe mạnh, được chữa lành, và hồn chúng con được trở nên ngay ngắn trước mặt Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mỗi một người được phủ bởi huyết của Chúa giờ này, mỗi một ai đang lắng nghe và kết nối với Hội Thánh của Chúa giờ này thì được ban phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng Cha ban phước cho hết thảy các bạn trên giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Xin Cha ban phước cho hết thảy những ai đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nguyện thân thể anh em được chữa lành, nguyện tâm linh anh em được vực dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này, tôi công bố sự sáng của Chúa Giêsu trên tất cả anh chị em. Tôi tuyên bố huyết Chúa Giêsu bao phủ tất cả ông bà anh chị em giờ này. Huyết Chúa Giêsu phủ lên ông bà anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố một sự kết nối với Thánh Linh của Chúa, với tâm linh anh chị em giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Con biết rằng Chúa Thánh Linh đang hành động. Ngài đang thăm viếng, đụng chạm tấm lòng anh chị em con. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện. Ngài đọc một thần chữa lành, thần bình an và thần giải phóng trên tất cả ông bà anh chị em con giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cầu nguyện. Mỗi một tâm linh ông bà anh chị em được kết nối với Đức Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Huyết của Chúa Giêsu đưa anh chị em vào sự sáng giờ này. Huyết Chúa Giêsu Christ đưa anh chị em vào sự sáng trong sự hiện diện của Chúa giờ này. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, mỗi một ông bà anh chị em hãy cầu nguyện đi ạ. Mỗi một người hãy mở môi miệng mình ra và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy đụng chạm lòng con. Con cần Ngài, Thánh Linh ơi.
vị giáo sư trọn đời của con. Chúa hãy đến đây dạy lòng con cần Ngài. Chúa hãy ban cho con thần khôn ngoan, thần thông sáng để con nhận biết Chúa Giêsu. Anh em hãy cầu nguyện đi ạ. Ôi Đức Chúa Cha, hãy soi sáng con mắt của sự hiểu biết trong tấm lòng của con, để con có thể thấy điều mà giác quan con không thể thấy được, thị giác con không thấy được, tai con không nghe được. Nhưng Chúa hãy soi sáng mắt của lòng con để con có thể thấy và nghe được chính Ngài. Hãy cầu nguyện thưa ông bà anh chị. Mỗi một người hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một người hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dạ, hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Một lần nữa tôi lặp lại nè. Mà anh chị em hãy cầu nguyện xin cho thần khôn ngoan và thần thông sáng đổ đầy trên anh chị em giờ này. Anh chị em hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy đến vinh trên con bởi thần khôn ngoan và thần thông sáng để con nhận biết và hiểu biết Chúa Giêsu. Hiểu biết Chúa Giêsu, nhận biết Chúa Giêsu, kết nối với Chúa Giêsu bởi linh khôn ngoan và linh thông sáng, linh bày tỏ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy cầu nguyện anh chị em. Mỗi một người hãy cầu nguyện. Mỗi một người hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Và hãy nói rằng: Cha, hãy soi sáng con mắt của tâm thần con. Hãy soi sáng con mắt của sự hiểu biết con. Để con biết điều mà không ai biết. Để con thấy điều mà không ai thấy. Để con nghe điều mà người khác không thể nghe. Đến từ Ngài, lạy Chúa hãy cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi người hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tiếp tục lên trên. Tôi cảm nhận rằng thần của Đức Chúa Trời đang vận hành đầy dẫy tại căn phòng mà anh chị em đang ngồi. Anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng tất cả chúng ta được kết nối bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đang vận hành và tác động vào lòng của anh chị em. Chúa Thánh Linh đang vận hành và tác động lên hồn, lên thân thể của anh chị em. Chúa Thánh Linh đang đầy dẫy sự sáng tại chỗ mà anh chị em ngồi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Chúng ta hãy làm cho hồn mình tĩnh lặng, bình an và cầu nguyện với Chúa một cách chân thành giờ này. Đừng để bất cứ sự gì quấy rầy anh chị em giờ này. Tất cả hãy cầu nguyện, lạy Chúa hãy cho con thần khôn ngoan và thần mặc khải để con nhận biết Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện lớn tiếng, lạy Chúa hãy ban cho con thần khôn ngoan và thần mặc khải để con nhận biết Chúa Giêsu. Con cảm ơn Cha, con đón nhận thần khôn ngoan và thần mặc khải trên chính con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi công bố mọi mắt thuộc linh được mở ra giờ này. Mọi mắt thuộc linh được mở ra giờ này. Tất cả những ai đang lắng nghe lời này, lời cầu nguyện này, chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được mở mắt thuộc linh và tai thuộc linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy mở ra bởi quyền pháp của Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Để anh chị em có thể thấy và nghe những điều từ Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận. Cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi ông bà anh chị em. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Hãy nói trong danh Chúa Giêsu. Con có thể thấy điều mà người khác không thấy. Con có thể nghe điều mà người khác không nghe. Bởi vì con có tâm trí của Đấng Christ. Con có suy nghĩ của Đấng Christ. Con có cặp mắt của Đấng Christ. Ô, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con là tạo vật mới trong Ngài. Tạo vật thuộc linh trong Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy tuyên bố cho chính mình. Hallelujah. Con được tái sanh trong vương quốc đời đời của Ngài. Con được tái sanh thành một con người mới. Mọi sự cũ đã qua và này mọi sự trở nên mới. Con có thể thấy điều mà người khác không thấy, nghe điều mà người khác không nghe trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tuyên bố trong danh Chúa. Hãy tuyên bố ông bà anh chị em, hãy tuyên bố cho mình. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy cầu nguyện anh chị em. Mỗi một người hãy cầu nguyện nào. Tiếp tục cầu nguyện nào. Đừng làm thinh, đừng chờ đợi. Hallelujah. Tự cầu nguyện với Chúa. Chúa đang đầy dẫy lòng anh chị em ở đó. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy cầu nguyện nào. Cầu nguyện thật lớn tiếng, cầu nguyện thật mạnh mẽ, cầu nguyện thật tha thiết. Và hãy cảm ơn Ngài vì đấng đụng chạm, đấng sức dầu mới, đấng ban phước cho tất cả bạn chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngợi khen Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngợi khen Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn thể chúng ta hãy đồng thanh ngợi khen Chúa.
Toàn thể chúng ta hãy đồng thanh cảm ơn Chúa vì đấng ban ơn, đấng chữa lành, đấng giải phóng, đấng khiến cho chúng ta tự do. Toàn thể ông bà anh chị em hãy tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Dạ. Chúng ta hết thảy đều cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Chúng ta hết thảy được cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Dạ, tạ ơn Ngài trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa tôi nhắc lại bài học của chúng ta. Đây là bài thứ tư mang tên là tầm quan trọng của việc chia sẻ phúc âm. Nằm trong loạt bài tin lành quyền phép mà chúng ta đang học. Dạ. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học, tôi xin ông bạn chị em hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình. Dạ. Để chúng ta lan tỏa lời của Đức Chúa Trời qua mạng truyền thông. Và nhiều người được gặp, được nghe và họ được giải cứu, được chữa lành, được gặp gỡ Chúa Giêsu. Amen. Đây là cách mà chúng ta cùng nhau để chia sẻ phúc âm trên mạng xã hội. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho cái việc làm rất ý nghĩa này của ông bà anh chị em. Yeah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Vào bài học. Và anh chị em mình hãy tập trung và có thể cùng nhau ghi nhận một số điều đem lại ích lợi cho mình. Và nói về phúc âm thì tôi nghĩ rằng những anh chị em đang có mặt trên live stream buổi tối hôm nay chắc không lạ gì, vì phần lớn anh chị em là người tin Chúa. Nhưng nếu có anh chị em nào buổi tối hôm nay chưa tin Chúa thì phải biết rằng phúc âm nó có nghĩa là một tin tức tốt lành, một tin tốt đến từ chính đấng tạo hóa dành cho mỗi một con người. Tin tốt này được loan truyền hơn 2.000 năm kể từ khi Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết và thăng thiên về trời. Tin tốt này được loan truyền bởi các sứ đồ đầu tiên của Chúa. Và cho đến tận hôm nay là năm 2023, tôi và bạn chị em ngồi đây chính là thành quả gián tiếp của những gì mà những sứ đồ đầu tiên đã chia sẻ cho chúng ta. Tin tốt đấy nằm ở chỗ rằng chúng ta có một giải pháp được Đức Chúa Trời chuẩn bị để có thể thoát được sự chết đời đời nơi hỏa ngục, mà mỗi một con người sau khi kết thúc cuộc sống ngắn ngủi trên đất này đều phải bước vào một cái cõi gọi là cõi chết đau đớn, mà Chúa Giêsu nói rằng nơi có khóc lóc nghiến răng, lửa cháy đến đời đời. Nơi mà Chúa Giêsu nhắc lại rất nhiều lần trong các sách phúc âm của Ngài, thậm chí Ngài nhắc nhiều hơn khi nhắc về thiên đàng. Khi Ngài nói về hóa ngục, Ngài nói với một cái tâm trạng hết sức đau đớn, hết sức là nghiêm túc và hết sức là cấp thiết. Ngài luôn luôn nói nơi đó mỗi một người được muối bằng lửa. Anh chị em biết khi người ta muối cá phải không ạ? Người ta bỏ con cá vô và người ta bỏ muối vào, người ta trộn lại. Xung quanh con cá là muối bao trùm. Thì ở đây đó, Chúa Giêsu nói rằng mỗi một con người sống trên đất này, không quan trọng anh là ai, anh có địa vị gì, anh có tài sản bao nhiêu, anh có học thức như thế nào ở trên đất. Nhưng mà khi kết thúc cuộc sống trên đất này thì mỗi một người sẽ bị ném vào một nơi gọi là hỏa ngục để được muối bằng lửa. Và cái sự đau đớn đó nó sẽ kéo dài đời đời. Không có cách gì để thoát. Và không có cách gì để cho con người có thể tự mình thoát ra khỏi tình trạng đó. Và phúc âm chính là một tin tốt đến từ đấng tạo hóa, nói cho mỗi một người biết rằng họ có một cơ hội, duy nhất một cơ hội thôi, để thoát khỏi tình trạng vô cùng bi đát, một tình trạng hết sức đau đớn đời đời mà đang chờ đợi họ phía trước. Đó chính là phúc âm. Đó chính là tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm, Chúa Giêsu đã trả
Chúa Giêsu đã chết để trả cho tội lỗi của con người, mà bởi tội lỗi đó mỗi một người phải bị ném vào hỏa ngục. Thì Chúa Giêsu đã chết đổ huyết để trả cho tội lỗi của mọi người, và Ngài đã phục sinh, thắng sự chết, thắng hỏa ngục, thắng quyền lực của địa ngục, để cho những ai tin Ngài, những ai nhận Ngài không còn bị quyền lực của địa ngục nuốt nữa, thắng nữa, không còn quyền lực của sự chết thắng nữa, nhưng ngược lại họ thắng hơn sự chết. Cho nên khi chúng ta nói về tin lành, chúng ta nói về phúc âm, thì đó không phải là một tôn giáo mới mà ai đó nghĩ ra cho nhân loại này. Nhưng khi các bạn nghe về từ phúc âm, nghe về từ tin lành, nghe về từ tin mừng, thì các bạn phải biết rằng đơn thuần nó là một tin tốt từ đấng tạo hóa dành cho mọi tạo vật, và đặc biệt trong đó là con người của chúng ta. Tin tốt đó là chúng ta có cơ hội để sống. Xem thấy không ạ? Bằng một cái việc làm hết sức đơn giản thôi, không phải tu tập, không phải rèn luyện, không phải nỗ lực, không phải ăn chay, không phải tụng kinh, không phải đọc kinh sám hối, không phải ngồi thiền, không, không cần, bởi vì những thứ đó không cứu được con người, những thứ đó không biến đổi được con người. Nhưng Đức Chúa Trời đã định cho một cái cách rất đơn giản thôi, đó là tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm. Tin có nghĩa là mở lòng đón nhận những gì Chúa Giêsu đã làm vào trong tâm linh của mình, và từ đó chúng ta được biến hóa, chúng ta được tẩy sạch, chúng ta được tha thứ, chúng ta được tạo dựng nên mới, và chúng ta thoát khỏi tình trạng hỏa ngục mà những người không có đức tin sẽ phải chịu. Cho nên tôi muốn nhắc lại cho tất cả các bạn, có thể là các bạn chưa bao giờ được nghe lần nào thì hôm nay sẽ được nghe. Phúc âm, tin lành hay tin mừng, hay là một tên gọi nào đó nữa, không phải là một tôn giáo, không phải là một tên gọi của một tôn giáo, cũng không phải là tên gọi của một tổ chức tôn giáo nhà thờ nào đó, mà mình thường thấy, bao nhiêu năm nay mình thấy, hàng thế kỷ nay mình thấy, ví dụ như mình thấy là hệ thống nhà thờ Công giáo, hệ thống nhà thờ tin lành, tất cả những thứ đó chỉ là bốn bức tường gạch thôi, nó chả làm được cái việc gì cả, nó cũng không cứu được ai, không giúp được ai. Nhưng cái nội dung bên trong mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là một cái tin mừng, một cái tin tốt, một cái tin vui dành cho tất cả mọi người, không cần tường gạch, không cần nhà thờ, không cần thắp nến, không cần rung chuông. Tin tức đó chính là gì? Tin vào điều mà Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời đã làm cho bạn và tôi 2000 năm trước tại đồi Gô-gô-tha, ở bên ngôi thành Jerusalem xứ Gia Thái. Ngài đã đổ huyết vì bạn và tôi, Ngài đã phục sinh vì bạn và tôi, Ngài đã thăng thiên vì bạn và tôi, và Ngài sẽ trở lại trên trái đất này vì bạn và tôi, vì những ai tin để được sống. Đó là tin mừng, đó là phúc âm, đó là tin lành. Không tôn giáo, không lễ nghi, không có bất cứ một thứ gì pha tạp như là những tôn giáo khác của con người nghĩ ra. Không có. Tất cả đó là ân điển từ trời dành cho mỗi một con người chúng ta, để những bất kỳ ai, dù ở một cái địa vị nào, sắc tộc nào, hay là lứa tuổi nào, nam hay nữ, già hay trẻ, không quan trọng, bất kể ai tin thì người đó được cứu. Amen. Đấy là tôi chia sẻ ngắn gọn một chút để cho ông bà anh chị mình hiểu những gì mà chúng tôi đây đã tin và đã được biến đổi, đã được sống. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến cái phần trọng tâm. Tại sao phúc âm nó quan trọng đến mức độ là chúng ta cần phải nói cho mọi người anh chị? Không ạ? Vậy thì mình tin chưa đủ hay sao mà mình còn phải đi nói, đi rao truyền? Không ạ? Cái đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải thảo luận buổi tối hôm nay. Nhiều người cho rằng là mấy cái ông theo tin lành, mấy cái ông theo đi như thế này là hay cứ chia sẻ, hay cứ bảo người ta phải tin đi, tin đi, tin đi. Và đôi khi bị mang cái tiếng gọi là không hay. Nhưng mà nó có cái lý do để cho những người tin Chúa thích chia sẻ phúc âm cho người khác. Họ chia sẻ không phải để vì được lợi lộc điều gì đâu,
Họ chia sẻ bởi vì họ biết rằng họ nhận được một món quà vô giá, một món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời. Họ nhận được sự bình an, sự chữa lành, sự giải phóng, sự tự do. Và giờ đây họ cũng muốn đem điều đó cho người khác, cho bạn, cho tôi, cho người thân, cho chồng, cho vợ họ. Những người chưa tin đó cũng được giống như họ, cũng được hưởng sự bình an, vui mừng, thay đổi như họ. Cho nên cái tầm quan trọng của việc chia sẻ phúc âm nó nằm ở chỗ là, cái đầu tiên mà tôi muốn nói với anh chị em là phúc âm đó chính là bày tỏ cái giải pháp mầu nhiệm của Đức Chúa Trời để giải quyết cái vấn đề của nhân loại. Đó là cái đầu tiên. Tại sao chúng ta phải chia sẻ? Là bởi vì phúc âm hay là tin lành hay tin mừng, chính là khi mình chia sẻ, chính là mình đang bày tỏ cái giải pháp mầu nhiệm duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho cái nan đề mà nhân loại ngày hôm nay đang mắc phải. Nan đề đó là gì? Tất cả nhân loại ngày hôm nay không quan trọng sắc tộc màu da, không quan trọng anh là Tây là Tàu hay là ta, là đen trắng hay vàng hay đỏ, không quan trọng. Tất cả đều mắc kẹt trong hai từ gọi là tội lỗi. Đúng rồi. Tội lỗi đã phá hủy tất cả mọi nền tảng của con người. Tội lỗi đã đi vào từng gia đình, từng cá nhân. Và nhiều gia đình ngày hôm nay có thể đang mắc kẹt vào ở chỗ là đói khổ, nghèo nàn, nợ nần, không biết giải quyết sao cả. Quanh năm đầu tắt mặt tối, quanh năm phải khổ sở, lam lũ mọi cách, nhưng mà thiếu vẫn thiếu, nợ vẫn nợ. Nhiều gia đình đang lâm vào cái cảnh kiếm được một ít thì tai nạn xảy ra, kiếm được một ít, dành dụm được một ít, chưa kịp mừng thì con cái phải nhập viện. Quanh năm có cái gì đó xảy ra trong cuộc đời của họ, trong gia đình họ, trong người thân họ, để hút hết tất cả những nguồn lực mà không biết tại sao. Rồi nhiều gia đình mắc kẹt trong cái sự xung đột, phải không ạ? Vợ chồng, con cái, cha mẹ cãi nhau triền miên mà không biết tại sao. Họ không bao giờ có thể sống hòa thuận được. Rồi là những cái vấn nạn của cái sự tà dâm, ngoại tình, đồng tính, dâm ô, nó bước vào trong con cái, trong gia đình, trong vợ chồng, trong tận giường ngủ, mà ngày hôm nay họ không biết giải quyết sao đó. Điển hình như những cái nhu cầu mà tôi cầu nguyện hàng ngày cho các bạn ở khắp nơi, mọi nơi trên thế giới, không nói Tây Tàu gì không cần biết, nói riêng người Việt Nam mình thôi, không ạ? Cha mẹ đau đau vì con cái. Vì sao? Cái đứa con trai thì nó lại thích làm con gái, mà đứa con gái nó lại thích làm con trai. Rồi có những gia đình thì đứa con gái bây giờ nó không muốn lấy chồng, mà nó muốn lấy một đứa giống như nó. Nó lấy những người nữ rồi nó đi cặp kè, nó ở như thế và không giải quyết được. Đau khổ. Đây là tôi nói về phạm vi nhỏ nhất để chúng ta dễ tưởng tượng. Đó là gia đình. Có vài con người thôi, mà nan đề hầu như nó quá lớn. Nó đang đè nặng tâm hồn, đè nặng đời sống, thể chất, tinh thần, khiến cho con người ta không còn tha thiết, không còn có được một giây phút bình an vui mừng trong đời sống nữa. Anh chị em thấy cái đó là cái thực trạng mà này, ngày nay đang có. Rồi tiếp theo gì nữa anh chị em? Có những gia đình là nạn nhân của bệnh tật, đúng không ạ? Chồng bệnh, vợ bệnh, cha mẹ bệnh, con cái bệnh. Nó bệnh từ năm này sang năm khác. Thời gian họ ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, đúng không ạ? Họ uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Và tất cả tiền của, tất cả những gì làm được là để nuôi cái giường bệnh. Anh em sẽ tưởng tượng những ai đang ở trong cái tình cảnh đó, tôi rất chia sẻ. Nhà chỉ cần một người bệnh liệt giường thôi là cả nhà đau khổ, cả nhà khổ sở, cả nhà tốn tiền, tốn bạc, tốn sức, tốn công, đủ các kiểu. Đấy là bệnh tật. Và mình nhìn cái bức tranh đó, mình nhân rộng lên, thì mình sẽ thấy một thành phố cũng có thể bị như thế, một cả một quốc gia cũng có thể bị như vậy, đúng không? Cả một quốc gia cũng có thể bị như vậy, cả một quốc gia cũng có thể bị quyền lực bệnh tật nó
nó đè nén đến nỗi là bệnh viện nhiều hơn trường học. Có chứ, anh em nhìn sẽ thực trạng sẽ thấy có những quốc gia bệnh viện nhiều hơn trường học, có những quốc gia mà phải nói là người ta nói là sợ mà nếu mà không cho phép và làm nghề mại dâm thì quốc gia đó, thành phố đó mất thu nhập. Đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy không? Của xã hội loài người ngày hôm nay. Họ sống trong đau khổ, họ sống trong tội lỗi, họ vùng vẫy trong cái lưới tội lỗi mà không biết thoát ra kiểu gì. Tôi nói thiệt với tất cả ông bà anh chị em ấy, con người rất muốn thoát ra, họ tìm mọi giải pháp để thoát ra, nhưng nào có thoát được. 2-3 ngàn năm nay vẫn vậy thôi, phải không ạ? Thế kỷ này, thập kỷ nọ vẫn vậy thôi. Người ta nói ngày xưa an bình hơn, không phải an bình hơn đâu, nó giống nhau thôi. Cơ bản là ngày xưa công nghệ thông tin nó chưa có, cho nên những cái sự đau khổ, những cái sự tối tăm đó nó lan truyền, nó không nhanh như bây giờ, cho nên bạn thấy nó bình an. Nhưng thực sự ngày xưa ngày nay giống nhau, tất cả mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Cho nên khi tôi và bạn chia sẻ phúc âm cho người khác, chia sẻ tin mừng cho người khác, chia sẻ tin lành cho người khác, thì tôi và bạn đang cung cấp và bày tỏ giải pháp mầu nhiệm của Đức Chúa Trời để giải quyết những vấn đề mà tôi vừa chia sẻ đó cho một cá nhân, cho một gia đình, cho một cộng đồng, cho một quốc gia, và nói rộng hơn nữa cho toàn thế giới. Anh thấy không? Đức Chúa Trời có cách, và giải pháp của Ngài là gì? Phúc âm, là tin mừng, là những gì Chúa Giê-xu đã làm để chiến thắng quyền lực tội lỗi, chiến thắng quyền lực sự chết, bằng cách là Ngài đã đổ huyết để tội được tha, Ngài đã phục sinh để quyền lực sự chết đã bị bẻ gãy. Và khi phúc âm này bước vào gia đình nào, thì gia đình đó làm sao ạ? Thay da đổi thịt. Bước vào quốc gia nào, thì quốc gia đó sao? Thay da đổi thịt. Phúc âm là liều thuốc tiên, nói một cách nó dễ hiểu để cho chúng ta dễ tiếp nhận. Phúc âm là liều thuốc tiên cho mỗi cá nhân, cho từng gia đình, cho từng quốc gia, để giải quyết cái tình trạng bi đát của mình. Giống như là ung thư vậy đó. Mỗi gia đình đang bị ung thư, mỗi quốc gia đang bị ung thư, cả thế giới đang bị ung thư, vô phương cứu chữa. Và bây giờ Đức Chúa Trời đem phúc âm là liều thuốc có thể chữa lành ung thư thuộc linh, đó là tội lỗi, để cho họ được sống, khối u biến mất và họ được tái sanh, họ được sống lại một lần nữa. Đó là phúc âm. Nên thấy không ạ? Cho nên tôi đọc cho anh chị em nghe câu kinh thánh trong Roma chương 1 câu 17 chém như thế này: vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Em thấy chưa? Cho nên trong tin lành mà tôi với ông bà anh chị em chia sẻ, nó có một cái tầm quan trọng vô cùng quan trọng. Nó quan trọng hơn là các liều thuốc mà người ta đang nghĩ ra. Nó quan trọng hơn là những cái y học tiến bộ, khoa học kỹ thuật mà con người đang nghĩ ra. Nó quan trọng hơn là những chiếc xe hơi sang trọng mà người ta đang chế tạo ra. Nó quan trọng hơn tất cả mọi tiện nghi vật chất của đời này. Vì tôi nói với anh chị em đó, sắm một chiếc xe hơi mới không thay đổi cuộc sống các bạn đâu. Tội lỗi vẫn tội lỗi đó. Sắm một căn nhà mới nó không thay đổi được tâm trạng các bạn đâu. Tội lỗi vẫn tội lỗi thôi. Không à, cái đó không thay đổi được chúng ta. Nhưng mà khi tiếp nhận tin lành, tiếp nhận phúc âm, nó thay đổi. Vì sao? Bởi vì bởi đức tin đó, anh chị em trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi muốn giải thích cái từ công chính. Công chính có nghĩa là sửa lại cho ngay thẳng, sửa lại cho đúng đắn. Giống như cái cây siêu vẹo rồi, không ạ? Một cái cây siêu vẹo, một cái nhà nghiêng lệch rồi, làm sao cho nó ngay, nó đứng đúng đây, làm sao cho nó trở lại vị trí ban đầu của nó đây, thì chỉ có cách là gì? Bởi đức
tin vào phúc âm mà lại được ngay ngắn. Bởi đức tin vào phúc âm của Chúa Giêsu mà con người ta được xưng công bình. Và bởi đức tin đó mà người công bình sẽ sống, không còn chết nữa. Đây là giải pháp đơn giản nhất để cho con người ta được phục hồi, được chữa lành, được giải cứu, được tự do. Phải không anh chị em? Đó là lý do mà tôi và bạn chị em cần phải chia sẻ phúc âm, cần phải chia sẻ tin mừng, cần phải nhanh chóng đem liều thuốc này vào chỗ nào mà anh chị em thấy rằng nó đang rắc rối. Nếu anh em nhìn thấy một gia đình đang rắc rối, đừng tìm giải pháp khác, đừng đi đến bác sĩ tâm lý, đừng đi tìm cái chỗ nọ chỗ kia, nó không có giải quyết cái gì cả. Nếu anh em nhìn thấy một gia đình đang gặp rắc rối, đem tin lành đến cho họ, đem phúc âm đến cho họ. Nếu anh em nhìn thấy một người nam, một người nữ, bạn bè của mình, một cá nhân nào đó đang gặp rắc rối trong cuộc sống, đừng tư vấn theo kiểu đời này, anh phải thế này, anh phải thế kia, không có đâu. Cái phải đó thì con người ta làm cả ngàn năm nay rồi, nó không giải quyết được gì cả. Mà anh chị em mình cần phải đem phúc âm nói cho họ. Nói cho họ bây giờ muốn giải quyết vấn đề phải không? Tin vào phúc âm của Chúa Giêsu. Hạ lòng mình xuống, mở lòng ra, tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm. Thì Kinh Thánh chép gì ạ? Này mọi sự cũ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Em biết rồi câu Kinh Thánh đó phải không ạ? Những ai tin vào phúc âm thì mọi sự cũ qua đi. Sự cũ là sự gì? Tội lỗi. Sự cũ là sự gì nữa? Bệnh tật. Sự cũ là sự gì? Nghèo đói. Sự cũ là sự gì? Xung đột, cay đắng, trầm cảm, ô uế, dơ giấy, tà dâm, ngoại tình, đổ vỡ. Và những điều vô cùng đau đớn mà con người ta bị mắc kẹt như là nghiện ngập, không ạ? Đồng tính, mất ngủ, bất an, ác mộng. Tất cả những sự cũ đó, Kinh Thánh chép gì? Nó sẽ qua đi khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Và khi sự cũ qua đi thì Kinh Thánh chép là nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự là sự gì? Những gì liên quan đến linh hồn, thân thể con người đó, cuộc sống của người đó trở nên mới hoàn toàn. Tài chánh kinh tế mới, sức khỏe mới, gia đình mới, suy nghĩ mới, rồi tâm linh mới, tâm hồn mới, cảm xúc mới. Mọi sự trong liên quan đến con người đều trở nên mới. Bởi vì đức tin vào Chúa Giêsu. Cho nên một lần nữa tôi nói anh chị em nè, tôi và ông bà anh chị em cần phải nằm lòng tin mừng, tin lành, phúc âm để chia sẻ với người ta. Bởi vì nó bày tỏ giải pháp độc tôn, giải pháp duy nhất, giải pháp quyền năng của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của nhân loại. Ngoài ra không có cách nào khác ra. Nên chúng ta đừng bao giờ mà tư vấn cho người ta mà lại tư vấn không có phúc âm, không có tin lành. Sai lầm. Tư vấn theo dạng tâm lý đời này, đắc nhân tâm, rồi các thứ, rồi ba cái triết lý đời này, ô anh phải thế này, anh phải thế kia, ba cái thứ rẻ tiền đó, nó không giải quyết được gì cho con người cả. Nếu giải quyết được thì người ta đã giải quyết rồi, không cần đến chúng ta phải nhắc lại, chép thành bao nhiêu sách vở, tốn giấy tốn mực, không ạ? Cái mà chúng ta cần đưa cho con người là đưa phúc âm. Phúc âm là liều thuốc trị đúng bệnh. Và tôi gọi đó là bệnh ung thư thuộc linh mà mỗi một con người đang sống trên trái đất này đang mắc phải. Nếu người đó chưa được tái sanh, tất cả đều bị ung thư thuộc linh. Chả cần biết anh đang là người nào. Dù là một tổng thống của một quốc gia hay là một anh nông dân ở ngoài ruộng, không quan trọng, không phân biệt. Dù là một tỷ phú giàu sang ở trên du thuyền hay là một người đi ăn mày ngoài đường phố, không phân biệt. Nếu họ chưa có phúc âm, chưa tin nhận Chúa Giêsu, thì họ đang mang trong mình một căn bệnh ung thư thuộc linh. Và khối u đó đang ở giai đoạn cuối, nó sẽ giết chết họ trong hỏa ngục đời đời. Và thuốc để chữa lành ung thư này chính là tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó là những gì Ngài đã làm trên thập tự giá. Những gì Ngài đã làm đó khiến cho khối u này biến mất. Và
họ có thể sống một đời sống viên mãn, một đời sống mới ở trong Chúa. Anh chị em nhớ chi tiết này ha, để chúng ta biết tại sao mình phải chia sẻ phúc âm. Đó, biết tại sao mình chia sẻ phúc âm. Tôi đọc một câu kinh thánh nữa anh chị em nghe. Ê-phê-sô chương 3 câu 10 đến 12. À, chương 3 câu 10 đến 12 thư Ê-phê-sô. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Anh em thấy chưa? Tôi muốn nhắc lại vài điểm chính trong cái khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. Hiện nay, tức là thời điểm này, thì sự khôn sáng mọi đường, tức là giải pháp khôn ngon tuyệt hảo của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra, giải bày ra. Trước đây thì không có, nhưng bây giờ thì bắt đầu. Nó bắt đầu khi Chúa Giêsu đã kết thúc sự cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá. Nó bắt đầu khi 12 sứ đồ của Ngài tiếp tục sứ mệnh rao truyền nước trời, rao truyền phúc âm sau khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Thì sự khôn sáng mọi đường này, giải pháp tuyệt hảo này, liều thuốc gọi là liều thuốc tiên này của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Và cái ý định này đã có từ ngàn xưa rồi. Ý định cứu chuộc con người đã được Đức Chúa Trời dự định từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà hiện nay đó mới được bày ra, mới được tỏ ra. Cho nên anh em ơi, tin lành nó quý lắm, phúc âm nó quý lắm, tin mừng nó quý lắm. Nó là báu vật của Đức Chúa Trời mà Ngài đã nung nấu từ ngàn xưa để cứu chuộc nhân loại. Ngài biết con người đang đi đâu và về đâu. Ngài biết con người đang bị điều gì, và Ngài cũng biết rất rõ làm cách nào để cứu con người. Đức Chúa Trời đã có ý định này rồi, ý định từ trước rồi, ở trong Đấng Christ rồi. Và bây giờ Ngài bày ra, đó chính là phúc âm. Để làm gì vậy? Anh em đọc câu cuối. Là nhờ đức tin đến Chúa Giêsu, nhờ đức tin và tiếp nhận phúc âm đó, mỗi một chúng ta là những người đã có đức tin thì có thể tự do đến gần Đức Chúa Trời. Anh em thấy chưa? Đây không phải là ân điển sao? Bạn và tôi là ai mà có thể đến gần Đấng tạo hóa? Bạn và tôi là ai mà có thể tự do đến gần Đấng tạo hóa? Là vua muôn vua, là chúa muôn chúa, là chúa của mọi thần, là Đấng khôn ngoan vĩ đại đã tạo dựng cả vũ trụ bao la này. Tôi muốn anh chị em mình suy nghĩ điều đó một chút, để cho chúng ta thấy tầm quan trọng của phúc âm. Chính phúc âm cho chúng ta đặc ân này, chính đức tin vào phúc âm cho chúng ta đặc ân mà không bao giờ một con người nào dám nghĩ đến. Đó là đặc ân được đến gần Đấng tạo hóa. Anh chị em kêu, Ngài nói có ta đây. Anh chị em kêu thì anh chị em được đến gần Đức Chúa Trời, đến gần Đấng thánh khiết, đến gần Đấng quyền năng, đến gần Đấng yêu thương, đến gần Đấng chữa lành, đến gần Đấng tự do, đến gần Đấng bình an, đến gần Đấng có sự sống đời đời và biến hóa giống Ngài. Nói đâu xa, ở đời này thôi. Anh chị em muốn đến gần một vị thủ tướng, chủ tịch nước hay là tổng thống, hay đến gần ông tỷ phú thôi, là thấy con như là mò kim đáy biển rồi, làm gì có cơ hội. Đúng không ạ? Khó lắm. Khó vô cùng. Đúng không? Rất khó. Rất khó để anh chị em có thể đến gần tổng thống Mỹ. Rất khó để anh chị em đến gần chủ tịch Trung Quốc, hay là tổng thống này, tổng thống kia, hay là tỷ phú nào, tỷ phú kia. Khó vô cùng anh chị em, đố mà đến gần được được. Thậm chí là một ông tỷ phú thôi mà người ta phải bỏ ra hàng triệu đô để được ăn trưa với ông. Mà làm gì có triệu đô, có triệu đô rồi mình cũng chả cần ăn trưa với ông nữa. Phải không ạ? Nhưng mà người ta sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô để được ăn trưa với tỷ phú. Thì bây giờ tôi nói anh chị em nghe để thấy được tầm quan trọng của phúc âm này. Chính phúc âm cho phép, chính phúc âm khiến cho,
tôi và bạn có thể được đến gần đấng tạo hóa. Vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, là Chúa mọi thần, là đấng sáng tạo cả vũ trụ này. Một cách giản dị, một cách thoải mái, một cách đầy đặc ơn. Và thậm chí đến gần, không phải đến gần để chơi, mà đến gần sao ạ? Muốn gì Chúa ban cho cái đó. Được Ngài yêu thương, được Ngài trân trọng, được Ngài chia sẻ, được Ngài nâng đỡ, khích lệ. Anh em thấy tầm quan trọng của phúc âm không? Tôi nghĩ anh chị em mình sẽ thấy rồi, đúng không ạ? Chính nhờ phúc âm, chính nhờ phúc âm này, đức tin trong phúc âm này, tôi và ông bà anh chị em trở nên khác biệt, đầy ân huệ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Một điều nữa tôi muốn chia sẻ cho anh chị em, đó là gì ạ? Chúng ta chia sẻ phúc âm bởi vì đó là đại mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã giao cho chúng ta. Có đúng không? Trong Mác chương 16 câu 15, Chúa chép sao? Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Cái câu này giải nghĩa rộng ra nó có nghĩa là gì? Trong lúc chúng ta đi lại sinh sống, thì hãy giảng tin lành cho tất cả những người nào mà mình gặp. Hãy biến họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu đã truyền mạng lệnh này cho các sứ đồ. Rồi các sứ đồ chuyển giao mạng lệnh này cho thế hệ tiếp theo. Cho đến tận hôm nay là chúng ta, là tôi và bạn đang ngồi đây. Tôi và bạn là những người gián tiếp để nhận đại mạng lệnh này từ chính Chúa Giê-xu qua các sứ đồ, để phải đi khắp nơi. Nơi nào mình đi, nơi nào mình sinh sống, thì mình phải nhận lấy mạng lệnh Chúa giao rằng hãy giảng tin lành này cho mọi người. Làm sao chúng ta có thể nói rằng mình là người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, khi mà mình không tuân thủ theo cái mệnh lệnh của Ngài? Phải không? Chính Chúa Giê-xu nói rằng, chính Chúa Giê-xu khi Ngài gặp thiếu phụ Samari bên giếng nước, và các môn đồ thì cứ ép Ngài ăn, đúng không ạ? Ngài đang bận giảng tin lành cho thiếu phụ Samari. Các sứ đồ đi lấy cơm ở đâu trong làng về và nói rằng, thầy ơi thầy ăn đi, đói lắm. Thì Chúa Giê-xu nói sao? Ta có một thứ thức ăn mà các ngươi không biết. Thức ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta. Có đúng không ạ? Như vậy thì khi chúng ta giảng phúc âm, khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa để chia sẻ phúc âm cho người khác, là thật sự chúng ta đang sống theo ý muốn của chính Chúa Giê-xu. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang ăn thức ăn thuộc linh. Anh em hiểu ý tôi muốn nói. Khi chúng ta chia sẻ phúc âm cho người khác là chúng ta đang ăn thức ăn thuộc linh. Chúa Giê-xu nói sao? Thức ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta. Vậy thì tôi và bạn cũng có thể nói thức ăn thuộc linh của tôi là làm theo ý muốn của Chúa Giê-xu. Nghĩa là chia sẻ phúc âm cho người khác. Bạn thấy đây là điều mầu nhiệm đấy. Bạn có muốn mình không bị còi cọc không? Không bị suy dinh dưỡng thuộc linh không? Hãy mạnh dạn chia sẻ phúc âm cho người khác. Hãy mạnh dạn giảng lời Chúa cho người khác. Hãy mạnh dạn làm chứng cho người khác. Hãy mạnh dạn liên tục nói lời Chúa cho người khác. Vì khi bạn làm điều đó, bạn đang ăn cho mình. Anh em có kinh nghiệm điều này không? Khi bạn chia sẻ phúc âm cho một người nào đó, bạn cảm thấy rất vui mừng, rất phấn khởi trong lòng, phải không ạ? Tự nhiên thấy, ôi sao tâm linh mình nó vui, nó mừng, nó phơi phới, khỏe mạnh, phải không ạ? Bao giờ ai trong 250-60 người này đã kinh nghiệm điều đó không? Khi bạn chia sẻ phúc âm cho một ai đó, đang giảng lời Chúa cho một ai đó, bạn thấy mình mạnh lên, cảm thấy mình hưng phấn lên, cảm thấy mình bình an, mạnh mẽ, phải không ạ? Tại sao?
Chắc hôm nay anh chị em hiểu phải không ạ? Vì bạn đang ăn thức ăn thuộc linh. Bạn đang ăn một cách vô hình mà bạn không biết. Khi bạn làm theo ý muốn của Chúa Giê-xu là bạn đang ăn, đang làm cho mình nên mạnh, làm cho mình nên khỏe, làm cho mình nên tươi mới, làm cho mình nên bình an, làm cho mình nên vui mừng, làm cho mình nên đúng đắn và đầy sức mới ở trong trong nước của Chúa. Đó là lý do. Đây là sự mầu nhiệm. Và đôi khi mình không để ý, mình không thấy. Còn cái người nào mà rụt rè, nhút nhát, sợ hãi, không bao giờ dám nói lời Chúa, không bao giờ chia sẻ phúc âm cho ai, không bao giờ nói tin mừng cho ai, cái mặt nó u ám lắm. Mặc dù cũng là con cái Chúa nhưng mà nó tối sầm à. Bởi vì sao ạ? Đang đói. Bởi vì là đang suy dinh dưỡng. Bởi vì là đang thiếu chất. Không ạ? Lúc nào cũng âu sầu. Mặc dù là gọi mình là con cái Chúa. Giải pháp là gì? Hãy chia sẻ phúc âm cho người khác. Thức ăn của tôi là chia sẻ phúc âm cho người khác. Anh em hãy nói câu đó cho chính mình à. Hãy nói đi ạ. Thức ăn của tôi là chia sẻ phúc âm cho người khác. Khi tôi chia sẻ phúc âm cho người khác là tôi đang ăn. Khi tôi chia sẻ lời Chúa cho người khác là tôi đang ăn. Ví dụ như tôi đây, tôi đang ngồi, tôi đang chia sẻ bài giảng này cho anh chị em, tôi đang ăn đấy. Tôi chia sẻ xong, người tôi được Thánh Linh thăm viếng và tôi trở nên mạnh mẽ vô cùng. Khi tôi đứng lên bục giảng, tôi chia sẻ phúc âm cho người khác, chia sẻ lời Chúa cho người khác, tôi đang ăn, tôi trở nên mạnh mẽ vô cùng. Tôi có thể nói một lúc 3-4 tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi gì. Tại sao? Tôi đang ăn. Tôi đang được bổ sức từ trời vì tôi làm theo ý của Đấng đã sai tôi. Nên anh chị em ha. Cho nên chỗ này anh chị em phải ghi chú, nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nó là sự mầu nhiệm, nó là bí quyết để chúng ta có một đời sống khỏe mạnh, một đời sống không suy dinh dưỡng, là bằng cách gì? Chia sẻ lời của Đức Chúa Trời, nói ra lời Đức Chúa Trời, chia sẻ phúc âm cho người khác, nói về những gì Chúa Giê-xu đã làm cho người khác. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Rất tuyệt vời. Rồi. Một điều nữa mà chúng ta thấy ở trong cái việc chia sẻ phúc âm đó, nó đây là một cái mùa gặt, một cái mùa gặt mà nó đã đến kỳ thu hoạch rồi. Cho nên khi bạn chia sẻ phúc âm là bạn đang gặt, gặt linh hồn, đúng không ạ? Gặt linh hồn. Anh em đọc thử kỹ sẽ thấy nè, Ma-thi-ơ chương 9 câu 37, Ngài nói với các môn đồ sao? Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Đây là chỗ mà chúng ta phải cần suy ngẫm. Chúa muốn nói gì ở đây? Tại sao Chúa không nói rằng ô cánh đồng đang cày xới rồi cần gieo? Sao Chúa không nói thế? Sao Chúa không nói là bây giờ mình phải gieo? Không. Chúa đang nói rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Chúa đang nói về mùa gặt. Chúa đang nói về cái lúc mà chúng ta nhận kết quả. Mùa gặt là nhận lấy tài sản cho mình. Không ạ? Nhận lấy vụ mùa cho mình. Đây là mùa gặt mà. Chúa không nói rằng là ôi đất đã cày xới xong người đi gieo ít quá. Không phải. Chúng ta đang, khi chúng ta giảng phúc âm là chúng ta là những con gặt. Tại sao? Chúa Giê-xu đã gieo rồi. Anh em có nhớ Chúa Giê-xu nói không ạ? Ta đến để quăng lửa xuống đất, lửa đã cháy lên rồi, ta còn ước ao gì nữa. Chúa Giê-xu đã làm tất cả mọi điều trên thập tự giá rồi. Chúa Giê-xu đã gieo hạt giống của sự sống đời đời rồi. Chúa Giê-xu đã phục sinh, đã chiến thắng sự chết rồi. Chúa Giê-xu đã chịu đòn, đã bệnh tật được tha thứ rồi. Chúa Giê-xu đã chịu đau đớn, để những đau đớn của chúng ta đã được cất đi rồi. Chúa Giê-xu đã làm tất cả mọi điều. Ok chưa? Làm xong rồi. Bây giờ chúng ta đem cái đó, khi chúng ta chia sẻ cho người khác và người ta đón nhận, là chúng ta đang gặt linh hồn. Chúng ta đang gặt linh hồn về cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đó là tài sản mà Chúa Giê-xu cho phép mỗi một chúng ta có thể có.
khi còn sống trên đất này. Anh em hiểu ý không? Trong Đa-nhiên chương 12, anh em dở ra sẽ thấy ở đó có nói gì? Những người đem nhiều người trở lại với sự công bình sẽ rực sáng như sao mai trên vầm khung đời đời mãi mãi. Đó. Tôi và bạn xem khi giảng phúc âm ngày hôm nay là thực sự là những con gặt đang đi gặt những linh hồn. Và càng nhiều linh hồn thì đời sống chúng ta càng sáng láng. Khi chúng ta càng đem nhiều người trở lại với sự công bình thì sự sáng của chúng ta càng sáng. Tài sản thuộc linh của chúng ta càng lớn. Nghĩa là gì? Mùa gặt của chúng ta càng bội thu. Anh em nhìn những nông dân ngoài đồng sẽ biết à. À, cùng những con gặt nhưng mà có người gặt về tức là mấy xe lúa, cũng có người gặt có vài ký lúa, chuyện bình thường. Do cái công mà chúng ta bỏ ra, cái công gặt mà chúng ta bỏ ra. Cho nên Chúa Giê-xu nói là mùa gặt thì thật trúng. Đây là lời Chúa. Và chúng ta cần phải tin rằng cả thế gian này là một cánh đồng đang chín. Thời đại chúng ta đang sống là thời kỳ ân điển. Cả thế gian, mọi quốc gia là những cánh đồng đang chín, những cánh đồng trĩu hạt. Chúng ta chỉ cần đem phúc âm vào giảng một cái là gặt linh hồn về. Anh em nhìn, nói đâu xa cho nên đất nước chúng ta thôi. Đất nước chúng ta đấy là một cánh đồng đang chín vàng. Có điều chúng ta lười biếng, chúng ta không chịu đưa lưỡi liềm ra gặt thôi. Chứ nếu chúng ta đem phúc âm ra quẳng một cái là chúng ta có thể hốt về bao nhiêu linh hồn. Mỗi kỳ đại hội bồi linh, mỗi buổi nhóm chủ nhật, biết bao linh hồn đã trở về với Chúa. Biết bao linh hồn đã quỳ gọi ăn năn tiếp nhận Chúa. Đó là mùa gặt của chúng ta. Có phải không ạ? Cho nên tôi muốn nhân cái câu kinh thánh này thay đổi suy nghĩ của chúng ta một chút. Vì chúng ta tưởng rằng ngày hôm nay là mình phải đi gieo hạt giống này nọ, xong mà nó khó khăn. Không, tôi nghĩ khác. Ông bà anh chị em hãy đồng ý đi. Vì đây là lời Chúa nói mà. Chúa Giê-xu nói rằng mùa gặt thì thập trung mà, nhưng con gặt thì ít. Chứ Chúa không nói là cái người đi gieo. Chúa đang nói mùa gặt thì là cả cánh đồng thế gian. Người ta đang chín, người ta đang chín mùi cho phúc âm. Vì sao? Vì tội lỗi đã gia tăng, vì tội ác đã lên đến đỉnh điểm. Và con người đang thôi thấp thở trong tội lỗi của mình, đang ngụp lặng trong năng đề của mình, đang vùng vẫy trong lưới tội lỗi và tội ác của mình. Con người đang chết dần chết mòn trong bệnh tật và năng đề của mình. Con người đang bị hà hiếp cầm tù bởi ma quỷ. Và dưới con mắt của Chúa Giê-xu thì đó là những vụ mùa, đó là những cái cây lúa đang trĩu hạt. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đưa liềm phúc âm ra để giật về thôi. Khi chúng ta gặp những con người như vậy, chúng ta nói cho họ về phúc âm, tôi đảm bảo anh chị em, họ chạy theo anh chị em đến tận nhà để tin Chúa. Giống như hội thánh nhà muôn dân, họ đến tận hội thánh để họ nói là cho tôi được tin Chúa. Khi chúng ta giảng thì ở dưới họ đã tin rồi, nghĩa là chúng ta đã gặt hết những linh hồn đó rồi, về cho vương quốc của Chúa rồi. Phải không ạ? Với những đại hội bồi linh cũng vậy. Họ tìm đến, họ là những cái cây lúa di động tìm đến. Và khi chúng ta quẳng cái lưỡi liềm phúc âm ra rồi, những linh hồn đó sao ạ? Đầu phục Chúa Giê-xu ngay lập tức. Và chúng ta gặt hái những linh hồn đó về cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không ạ? Hai, đây là lý do chúng ta phải giảng phúc âm. Tầm quan trọng của việc giảng phúc âm, tôi trả lời cho anh chị em, là bởi vì giảng phúc âm chính là gặt linh hồn cho mình, là gặt tài sản thuộc linh cho mình trong cõi đời đời. Nếu chúng ta không giảng phúc âm thì chúng ta không có gì cả. Không ạ? Chúng ta được cứu dường như qua lửa thôi, không tài sản, không gì cả. Lên trên kia gặp Chúa Giê-xu, Chúa nói bó lúa của con đâu? Nói con không có bó lúa nào cả. Rất là buồn, phải không ạ? Mỗi một người khi về gặp Chúa Giê-xu phải vác theo bó lúa của mình. Đó là những linh hồn mà anh chị em đã làm chứng, những linh hồn mà anh chị em đã giảng phúc âm, những linh hồn mà anh chị em đã hướng dẫn họ tuyên xưng đức tin.
Đấy là bó lúa của anh chị em đấy. Cho nên chúng ta hãy nhớ những điều đó nha. Tầm quan trọng của việc giảng phúc âm chính là gặt vụ mùa cho chính mình. Cảm ơn Ngài. Và một điều tiếp theo mà tôi muốn nói với anh chị em, lý do mà chúng ta chia sẻ phúc âm là bởi vì chúng ta muốn đem lại niềm vui trong cõi thiên đàng. Đơn giản thế thôi. Bởi vì trong Luca chương 15 anh chị em nghe câu chuyện người con trai hoang đàng rồi phải không ạ? Khi có một người ăn năn trở lại thì cả thiên đàng vui mừng. Các thiên sứ vui mừng. Đức Chúa Cha vui mừng. Đức Chúa Con vui mừng. Đức Thánh Linh vui mừng. Lẽ nào tôi và bạn xem là những người yêu mến Đức Chúa Trời lại không muốn Ngài có niềm vui hay sao? Và làm cách nào để cho Đức Chúa Trời của mình vui? Kinh Thánh duy nhất nói một chỗ rằng Ngài sẽ mở tiệc khi có một người ăn năn trở lại. Anh em thấy chưa? Anh em đọc đi cả quyển Kinh Thánh, không có chỗ nào nói rằng trên thiên đàng mở tiệc, ngoại trừ ở chỗ là có một người ăn năn trở lại. Khi có một người ăn năn trở lại thì thiên đàng mở tiệc, có nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta vui mừng. Nếu tôi và bạn chị em là những người yêu mến Chúa, là những người bằng cả linh hồn, ý chí, sức lực, trí khôn yêu mến Ngài, thì tôi nghĩ rằng tôi và bạn chị em sẽ luôn tìm cách để cho Đức Chúa Trời được vui lòng. Và cách đó hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em chính là gì ạ? Hãy đem linh hồn trở lại với thiên đàng. Hãy chữa lành người bệnh, giải phóng những người bị ma quỷ ức hiếp. Hãy chúc phước cho người cần được ban phước. Hãy làm mọi điều để cho con người ta được yêu Chúa, được gần Chúa, được phục hồi, được yêu mến Chúa. Anh chị em ơi, khi một con người như vậy đó, thiên đàng mở tiệc ăn mừng, Cha của chúng ta trên trời sẽ vui mừng và anh chị em được thưởng. Đúng không ạ? Đó là lý do tại sao Hội Thánh Nhà Muôn Dân không ngừng nghỉ, không mỏi mệt để cầu nguyện cho người bệnh, giải cứu người ta khỏi ma quỷ ức hiếp, chia sẻ phúc âm cho những người cần nghe phúc âm, đưa những người cần cứu rỗi đến sự cứu rỗi. Tại sao? Bởi vì chúng tôi biết một điều rằng khi chúng tôi làm điều đó, Chúa Giêsu rất vui. Thiên đàng mở tiệc liên tục. Liên tục mở tiệc. Đó. Cho nên chúng tôi vui mừng để làm cả tuần luôn. Ngày nào cũng có thể chia sẻ phúc âm. Ngày nào cũng có thể cầu nguyện giải cứu chữa lành. Ngày nào cũng có thể đưa những con người cần đó, phép lạ của Ngài đến để gặp gỡ Ngài. Tại sao? Tôi muốn thiên đàng mở tiệc mỗi ngày. Mở tiệc mỗi ngày khi thấy có một người ăn năn, khi thấy có một người chữa lành, khi thấy có một người được giải cứu, cả thiên đàng mở tiệc. Amen ạ. Đấy là cái lý do. Đơn giản thế thôi. Chúng ta sống theo lời của Chúa. Không có lý do nào khác. Chúng ta giảng phúc âm không có động cơ nào khác ngoài những động cơ đó. Chúng ta muốn Chúa Cha vui mừng. Phải không ạ? Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng những lý do như vậy đó, nó cũng đã đủ để khích lệ chúng ta để chia sẻ phúc âm rồi. Đúng không ạ? Và dĩ nhiên hôm nay mình nói một chút về cái bản chất của cái việc mà chúng ta chia sẻ phúc âm. À, bản chất nó giống gì? Khi chúng ta chia sẻ phúc âm cho người khác đó, nó giống như là mình mời người ta ăn tiệc vậy đó. Ở đây là cái chỗ mới phải không ạ? Mà thực chất trong thuộc linh nó là như thế. Khi tôi và anh chị em đến gặp một người, hoặc là đứng trên bục giảng chia sẻ phúc âm, chia sẻ lời Chúa, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đang mời những người nghe ăn tiệc. Đấy, mời những người nghe ăn tiệc. Anh em thấy thú vị không? Nhưng mà sự thật nó là như thế. Sự thật nó là như vậy. Vì Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện. Đã kể một câu chuyện trong Luca chương 14 đó. Anh em đọc sẽ thấy từ câu 14, 15 đến câu 24.
để cho chúng ta thấy rằng cái việc chia sẻ phúc âm là tương đương với trong thuộc linh là mời mọi người dự tiệc. Thế nhưng ngày hôm nay đó, khi chúng ta chưa hiểu điều này thì chúng ta lại cảm thấy rất ngại ngùng khi nói lời Chúa cho người khác, cảm thấy rất là bối rối khi chia sẻ phúc âm cho người khác, bởi vì đâu đó trong tư tưởng chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm phiền người ta, chúng ta đang gây rối cho người ta, chúng ta đang làm một điều gì đó tồi tệ cho người ta, cho nên là chúng ta cảm thấy phiền. Nhưng không phải đâu anh chị em. Với nghĩa thuộc linh, khi chúng ta chia sẻ phúc âm là chúng ta mời một người ăn tiệc. Anh chị em mình có bao giờ cảm thấy bối rối, cảm thấy sợ phiền khi mời một ai đó cùng dự tiệc với mình không? Cùng đi nhà hàng năm sao với mình không? Tôi nghĩ không ai, phải không ạ? Bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Khi chúng ta chia sẻ lời Chúa, đứng trên bục giảng chia sẻ lời Chúa là chúng ta đang mời cả hội chúng ăn tiệc. Đây tôi đọc anh chị em nghe. Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Giêsu nghe những điều này thì thưa với Ngài rằng: phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đáp: có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem, xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nói: tôi có mua 5 đôi bò, cần phải đi xem, xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nữa nói: tôi mới cưới vợ, do đó tôi không thể đi được. Đầy tớ trở về trình việc ấy với chủ mình. Chủ nổi giận bảo đầy tớ: hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què vặt vào đây. Đầy tớ lại nói: thưa chủ, điều chủ dạy tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn chỗ trống. Chủ nhà lại bảo đầy tớ: hãy đi ra ngoài đường và dọc hàng rào mà ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. Vì ta bảo cho các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, không một ai được nếm bữa tiệc của ta. Anh em thấy chưa? Chúa Giêsu đang nói cho người Do Thái đấy. Chúa Giêsu đang nói bức tranh tin lành, bức tranh phúc âm, bức tranh tin mừng cho người Do Thái đấy. Ý Chúa nói rằng bữa tiệc này đã dọn ra cho người Do Thái. Phúc âm trước tiên được giảng cho người Do Thái. Nhưng người Do Thái từ chối Chúa Giêsu, đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá, vứt bỏ phúc âm. Và rồi Đức Chúa Cha nói: à được rồi, nó nói nó mới cưới vợ, nó không dự được. Nó mới mua bò, nó không dự được. Nó mới mua đất, nó không dự được. Nói chung nhiều người từ chối bằng nhiều lý do khác nhau. Thì bây giờ Đức Chúa Cha nói: được rồi, ta đem bữa tiệc này ta mời cho toàn bộ dân ngoại. Dân ngoại là gì? Là không phải dân Do Thái, là dân Việt Nam, dân Ấn Độ, dân Trung Quốc, dân Mỹ, dân Đức, dân Anh, dân Pháp, dân Nga, đủ các loại dân. Mời hết vô. Để làm gì? Để ăn tiệc. Có phải không ạ? À? Có phải là tôi với bạn, sau khi một cách tình cờ vô tình nào đó, được một ai đó mời nghe phúc âm, rồi chúng ta không phải vì mua bò, mua đất, mua cưới vợ mà chúng ta đồng ý để nói: ô, tôi đồng ý để theo anh, đồng ý để đến hội thánh, đồng ý để nghe anh, đồng ý để nhận. Thì có phải chúng ta ăn tiệc không? Cuộc sống chúng ta có đổi thay không? Chúng ta có bình an không? Chúng ta có được chữa lành không? Chúng ta có được giải cứu không? Rõ ràng đó không phải là ăn tiệc là gì. Có đúng không? Cho nên nếu ai đó không từ chối thì người đó được dự bữa tiệc phúc âm, được ăn tiệc cùng Chúa Giêsu. Phải không ạ? Được ăn tiệc mà Đức Chúa Cha đã dọn ra sẵn rồi. Đó. Rõ ràng ngày hôm nay cái lời Chúa Giêsu giảng mà chúng ta vừa nghe nó vẫn còn đúng đến tận ngày hôm nay. Đây nè. Chúa nói là hãy đi mau ra ngoài đường phố, các ngõ hẻm trong thành mà đem những người gì? Nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay trong hội thánh, phần lớn những người đến hội thánh để tìm kiếm Chúa, tìm kiếm phúc âm là những người gì? Những người nợ, những người bệnh, những người tàn tật, những người đổ vỡ hôn nhân, những người đầy dẫy những nan đề. Còn những triệu phú, những tỷ phú, những cái người gọi là giàu có, sang trọng, quyền chức, chả thấy đâu. Tại vì họ nói rằng là họ gì? Mới mua đất. Họ nói rằng là họ mới cưới vợ. Họ nói rằng là họ mới mua ruộng.
Nói chung rất nhiều lý do. Cho nên chúng ta không thấy ở trong hội thánh những người giàu có, quyền thế, sang trọng, chức quyền, bởi vì họ từ chối. Nhưng mà chúng ta thấy trong hội thánh toàn là những người gì? Tàn tật, đuôi mù, què vặt vào ăn tiệc. Và những người đó được gì? Được ăn bữa tiệc tâm linh, được ăn bữa tiệc chữa lành, được ăn bữa tiệc giải cứu, được ăn bữa tiệc vui mừng, bình an, phục hồi. Và họ trở nên lành lặn. Họ ăn rồi thì họ trở nên lành lặn, họ trở nên được phục hồi, họ trở nên được chữa lành, họ trở nên được giải phóng, họ trở nên được tự do, họ trở nên được sáng láng. Anh em thấy không ạ? Đấy. Và Chúa nói sao? Những người đã mời trước đó sẽ không bao giờ một ai được ăn bữa tiệc của Chúa. Rồi. Chắc chắn ngày sau, tôi không biết là tôi nói có đúng không, nhưng ngày sau đó, hỏa ngục toàn những người giàu có không ạ? Hỏa ngục toàn những người quyền thế không ạ? Hỏa ngục toàn những người đạo mạo, hỏa ngục toàn những người đầy tiền đầy của không ạ? Bởi vì những người đó mới xuống hỏa ngục. Còn những người tàn tật, đuôi mù, nghèo khổ lại lên thiên đàng. Tại vì họ tiếp nhận bữa tiệc phúc âm. Cho nên em, tôi muốn chúng ta thay đổi suy nghĩ. Giảng phúc âm là mời người ta ăn tiệc. Ai từ chối mượt, còn ai tiếp nhận thì vô ăn cùng chúng ta vui mừng. Cho nên khi chúng ta đi mời thì chắc chắn có người đồng ý và có người không đồng ý. Chúng ta đừng buồn vì điều đó. Nhiều người nói tôi giảng phúc âm này mà sợ người ta từ chối. Bây giờ anh em làm một cái đám cưới đi ha. Anh em dọn 10 bàn, anh em chuẩn bị 200 cái thiệp, anh em đi mời. Anh em có dám đảm bảo rằng 200 cái thiệp đó có 200 người đến dự không? Dám đảm bảo không? Chắc chắn là không đâu đó mà. Xác suất 90% những người đến dự là đã là mừng rồi. Nhiều khi một nửa đến dự đã là mừng rồi. Phải không ạ? Cho nên cái chuyện giảng phúc âm nó cũng giống như vậy. Chúng ta cứ mạnh dạn đưa ra thiệp mời. Chúng ta cứ mạnh dạn nói rằng anh chị ơi, tôi mời anh chị ăn bữa tiệc phúc âm. Tôi mạnh dạn giảng cho anh chị nghe nó. Còn cái chuyện anh chị đồng ý đến ăn bữa tiệc hay không là quyền của anh chị. Tôi không ép. Tôi không ép ai hết á. Không ép ai ăn bữa tiệc này. Tôi đưa ra lời mời thôi mà, tôi có ép đâu. Anh ăn thì anh được khỏe cho anh thôi, chứ chả ích lợi gì cho tôi cả. Tôi mời anh ăn. Anh ăn anh được sung sướng, anh được vui hưởng cuộc sống. Còn anh không ăn thì thôi, tôi mời người khác. Cho nên cái việc của chúng ta là nhận mạng lệnh từ nơi Chúa. Đó là chúng ta cứ đem thiệp mời đi rải thôi. Còn cái chuyện ai đến hay ai không đến là quyền tự do của họ. Chúng ta đừng bao giờ bị thất vọng vì cái chuyện là có người từ chối và có người nhiều người từ chối không có đâu. Sẽ có người đến và có người không đến. Amen chưa? Vậy thì tôi muốn thay đổi suy nghĩ của chúng ta một chút vậy á. Giảng phúc âm chính là mời ăn tiệc. Thế thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Thế là chúng ta thấy cái việc chia sẻ phúc âm nó nhẹ nhàng vô cùng. Tôi đi mời người ta ăn tiệc mà cái gì được khó khăn. Phải không? Ok. Cảm ơn Chúa. Cho nên qua cái câu chuyện vừa rồi đó, chúng ta cũng nói một chút nữa rồi mình kết thúc. Bài giảng nó cũng khá dài rồi. Qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái bữa tiệc này không phải tôi và bạn dọn ra, mà Đức Chúa Trời dọn. Vì vậy, phúc âm là dành cho tất cả mọi người và phúc âm không phải là của tôi và bạn. Tôi với anh chị em không có nghĩ ra phúc âm. Tôi và anh chị em cũng không có đầu tư để dọn bữa tiệc này. Tôi và anh chị em chỉ đem thiệp mời thôi. Nói cho họ biết rằng, anh chị ơi, có một bữa tiệc thế này này nè. Bữa tiệc chữa lành nè, bữa tiệc giải cứu nè, bữa tiệc cứu rỗi nè, bữa tiệc đã được ban phước nè, mời anh chị bước vào dự. Cha trên trời đã dọn sẵn, đúng không ạ? Cho nên bữa tiệc này không phải của tôi và anh chị em. Bữa tiệc này của Đức Chúa Trời. Phúc âm của Đức Chúa Trời không phải của tôi. Phúc âm này, bữa tiệc này dành cho tất cả mọi người. Và điều cuối cùng mà chúng ta nhận thấy trong câu chuyện này là gì ạ? Là gì ạ? Là sẽ có. Sẽ gì ạ? Là sẽ có người từ chối và sẽ có người đến. Đừng có nản lòng. Đó là cái điều mà chúng ta học được qua cái câu chuyện bữa tiệc phúc âm. Cho nên anh chị em, đừng nản lòng vì có người từ chối.
hãy vui mừng vì sẽ có người đón nhận. Đó là cái tâm thế của chúng ta khi một người chia sẻ phúc âm. Hãy can đảm, hãy mạnh dạn. Và một trong những cái mà tôi thấy hiệu quả nhất trong cái vấn đề để mời bữa tiệc đó, đó là hãy chia sẻ lời chứng cá nhân của mình, đúng không ạ? Anh chị em mình hãy chia sẻ xem: anh chị ơi, tôi đã từng ăn bữa tiệc này nè, đời sống tôi thay đổi như thế này, đời sống tôi được chữa lành thế này, đời sống tôi được tự do thế này. Và nghe những lời chứng cá nhân của anh chị em là người ta thích đi ăn tiệc liền, tiệc phúc âm. Nói vậy cho nó dễ hiểu phải không ạ? Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa thật nhiều. Rồi, qua bài học buổi tối hôm nay, anh chị em thấy tầm quan trọng của phúc âm chưa? Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy ít nhiều phải không ạ? Chúng ta cần sống với một cái tâm thế là gì? Sẵn sàng cho phúc âm. Phúc âm chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Anh chị em ơi, hãy sống với phúc âm. Amen. Và kết thúc ở đây nha. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, con cầu xin cho tất cả anh chị em con là những người đang lắng nghe sứ điệp buổi tối hôm nay, mỗi một chúng con sẽ được thần quyền năng của Đức Chúa Trời giáng xuống để chúng con luôn dạn dĩ để chia sẻ phúc âm cho người khác, để chúng con biết rằng đây là đặc ơn mà Đức Chúa Trời đã dành cho tất cả mọi người. Trong đó, khi chúng con chia sẻ phúc âm là có ích lợi cho người nghe và cũng có ích lợi cho chính bản thân chúng con nữa. Lạy Chúa, để chúng con sống theo ý muốn của Ngài và luôn làm đẹp lòng vui mừng Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện cho tất cả những ai đang lắng nghe sứ điệp buổi tối hôm nay, họ sẽ bắt đầu sống một cuộc đời để đem tin mừng cho người khác. Đó là mục đích tối hậu mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi cuộc đời chúng con. Chúa ơi, đừng quên điều này. Trong danh Chúa Giêsu, hãy ban phước cho tất cả những người nghe buổi tối hôm nay. Hãy ban phước cho tất cả anh chị em con, những người mới cũng như người cũ, luôn luôn sẵn sàng với lời mời dự tiệc phúc âm cho tất cả những ai mà anh chị em con gặp phải trong cuộc sống của mình. Còn cảm ơn Chúa thật nhiều, ngợi khen Chúa thật nhiều, chúc tụng Chúa thật nhiều. Hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài Chúa, tôn kính Ngài Chúa, vinh hiển thuộc về Ngài, nhưng phước hạnh thuộc về chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Anh chị em có vui mừng khi mình nghe xong sứ điệp nào ạ? Tôi sẽ uống miếng nước và chúng ta sẽ cầu nguyện, phải không ạ? Chúng ta sẽ cầu nguyện để chữa lành, cầu nguyện để giải cứu, cầu nguyện để trục xuất ma quỷ, được không ạ? Amen. Yeah, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban sức cho tất cả ông bà anh chị em. Tôi rất vui mừng khi anh chị em luôn theo dõi kênh học lời Chúa này trên Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Và tôi tin rằng nó đem lại sự ích lợi cho ông bà anh chị em, đem lại sự phước lành cho ông bà anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Được rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với sự cầu nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho những cái vấn đề của ông bà anh chị em khắp mọi nơi. Tôi thì không biết hết tất cả những vấn đề của ông bà anh chị em, nhưng mà tôi tin rằng Chúa biết. Chúa biết. Chúa biết. Chúa biết hết á. Chúa biết anh chị em bệnh chỗ nào, nan đề ra sao, tình trạng thuộc linh thế nào, anh chị em cần gì nơi Ngài. Chúa biết. Tôi ở đây, anh chị em ở đó, nhưng mà chúng ta được hiệp nhất làm một trong đức tin. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành buổi tối hôm nay để đem lại sự chữa lành, sự giải cứu, sự tươi mới cho đời sống của tất cả chúng ta, những ai đang cần giờ này. Anh chị em biết không? Tôi tin xác quyết 100% rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho con cái của Ngài. Thậm chí Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho cả thế giới này. Điều đáng tiếc là không có đức tin thôi. Không ạ? Cho nên tôi khích lệ tất cả anh chị em gì? Hãy tin. Hãy tin rằng bởi lần roi Chúa Giêsu chịu mà anh em có khả năng được lành bệnh. Đã được lành bệnh chứ không phải có khả năng nữa. Hãy tin điều đó. Đó là đặc quyền của anh chị em. Hãy tin rằng anh chị em bởi thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu, anh chị em có thể dây đạp đầu Sa-tăng dưới chân.
Đó là đặc quyền mà Chúa đã ban cho anh chị em. Hãy tin điều đó. Vì Chúa Giêsu nói sao? Mọi sự đều được cho những ai tin. Thế giới này đang đau đớn bởi vì họ không tin. Nhưng mà nếu tôi và bạn trên tin thì ân điển lại đến. Trong ân điển đó có gì? Chữa lành. Có gì nữa? Giải cứu. Có gì nữa? Ban phước. Có gì nữa? Bình an, vui mừng, phục hồi. Amen ạ. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy tin. Hãy tin xác quyết rằng chính giờ này, chính giây phút này khi chúng ta cầu nguyện thì những nan đề nó không còn chỗ trong đời sống anh chị em. Dù đó là bệnh tật, dù đó là đói nghèo, dù đó là xung đột, dù đó là ác mộng, dù đó là mất ngủ, dù đó là ung thư hay là bất cứ thứ gì đeo bám anh chị em lâu năm thì nó phải rời ra bởi quyền phép trong danh Chúa Giêsu Christ quyền. Amen. Nào, tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em vì những lời đó. Để cho ông bà anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói rằng: Chúa ơi con tin. Mỗi một anh chị em mình hãy nói đi: Chúa ơi con tin Ngài là giải pháp cho cuộc sống của con. Con tin phúc âm của Ngài là giải pháp cho nan đề của con. Con tin phúc âm của Ngài là giải pháp cho nợ nần của con. Con tin phúc âm của Ngài là giải pháp cho bệnh tật của con. Con tin phúc âm của Ngài là giải pháp cho những giới hạn của con, cho những khó khăn của con, cho những xung đột, cho những rối rắm trong gia đình của con. Con tin rằng phúc âm của Ngài là quyền phép của Đức Chúa Trời để giúp cho con là người tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa con tin. Lạy Chúa Giêsu con tin. Lạy Chúa Giêsu con tin, hôm nay con được chữa lành, anh chị em hãy cầu nguyện ạ. Lạy Chúa Giêsu con tin, hôm nay con được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi anh chị em. Anh chị em nào đang bệnh tật hãy đặt tay lên, một tay lên cái chỗ đau của mình và hãy công bố những lời tôi vừa nói cho anh chị em. Lạy Chúa con tin con được chữa lành giờ này. Lạy Chúa con tin con được chữa lành bởi lần roi Chúa Giêsu giờ này. Hãy nói đi ạ. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Trong danh Chúa Giêsu. Con tin rằng bởi những gì Chúa Giêsu đã hoàn thành, bởi sự phục sinh của Ngài mà con có quyền giày đạp đầu Satan dưới chân. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nói đi ạ. Và hãy nói lớn tiếng anh chị, Satan mày phải bước ra khỏi đời sống của ta. Tao ra lệnh cho Satan và những quỷ sứ của mày hãy ra khỏi công ăn chuyện làm của ta. Tao ra lệnh cho mày Satan và các quỷ sứ hãy ra khỏi sức khỏe của ta. Hãy ra khỏi chồng vợ con cái của ta. Hãy ra khỏi gia đình cha mẹ của ta. Hãy ra khỏi đời sống đức tin của ta. Hãy ra khỏi việc đọc kinh thánh của ta. Hãy ra khỏi giấc ngủ của ta. Hãy nói đi anh chị, mạnh dạn lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy truyền lệnh cho nó. Hỡi Satan và các quỷ sứ uế linh của mày, hãy ra khỏi hồn của ta, hãy ra khỏi cảm xúc của ta, hãy ra khỏi ý chí của ta, hãy ra khỏi thân thể của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thì giày đạp đầu mày dưới chân giờ này, cầu nguyện lên chị. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho mày, hỡi những con quỷ kia, mày rời khỏi tất cả những người đang lắng nghe lời cầu nguyện này, tất cả những người đang chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này, dù tên gọi mày là gì Satan, dù mày làm điều gì với họ, ta không cần biết. Tôi bẻ gãy xiềng xích của mày giờ này. Tôi bẻ gãy xiềng xích của mày giờ này. Tôi bẻ gãy mọi dây trói của mày giờ này. Tôi cắt đứt tất cả những ngục tù của mày giờ này. Tôi ra lệnh cho mày toàn bộ quỷ sứ ối linh của mày hãy rời khỏi họ giờ này. Tôi ra lệnh mày đi. Linh bối khoa đi đây. Linh hầu đồng đi đây. Những linh tà dâm đi đây. Linh đồng tính đi đây. Linh nợ nần hãy đi đi. Những tà linh giới hạn thất bại hãy đi đi. Tôi ra lệnh mày rời khỏi những thân thể này. Những linh ác mộng mất ngủ hãy đi đi. Những tà linh trầm cảm tâm thần hãy đi đi. Ta truyền lệnh tụi bay đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy ra khỏi đời sống của họ, hãy ra khỏi thân thể của họ. Mọi độc tố hãy rời ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi con quỷ ta bảo mày rời khỏi những thân thể đang ở trước màn hình này. Ta bảo mày rời khỏi thân thể đang ở trước màn hình này. Ta bảo mày rời khỏi những thân thể đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này. Dù tên gọi mày là gì Satan, trong danh Chúa Giêsu ta truyền lệnh mày đi. Dù tên gọi mày là gì Satan, trong danh Chúa Giêsu tôi bẻ gãy đòn lưỡi của mày. Mọi bức tường mà mày dựng lên bị hạ xuống giờ này. Mọi dây xích mà mày đã trói buộc tôi chặt đứt giờ này. Mọi cái xiên mà mày đã làm ra tôi bẻ gãy mày giờ này. Mọi mũi tên độc mà mày đâm bắn ra tôi cản trở mày giờ này. Tôi bẻ gãy mọi đòn lưỡi của mày, đập đổ mọi đòn lưỡi của mày Satan trong danh Chúa Giêsu, hãy rời khỏi họ giờ này. Rời đi trong danh Chúa Giêsu.
Con quỷ tổn thương người ta bảo mày rời đi trong danh Chúa Giêsu. Con quỷ cay đắng giận hờn người ta bảo mày rời đi trong danh Chúa Giêsu. Con quỷ trầm cảm thần kinh kia trong ta bảo mày rời đi trong danh Giêsu. Con quỷ động kinh kia ta bảo mày rời đi trong danh Giêsu. Con quỷ của sự ung thư ta bảo mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra đi trong danh Chúa Giêsu. Ra đi. Lửa thánh linh. Ta kêu lửa thánh linh. Lửa thánh linh đổ xuống trên những người đã nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này từ đỉnh đầu đến gót chân. Lửa thiêu đốt mày Satan. 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 Mọi độc tố của mày hãy ra khỏi người họ. Mọi độc tố của mày ra khỏi người họ. Mọi độc tố của mày ra khỏi người họ. Ra đằng miệng, ra đằng mồm, ra bằng hơi thở, ra bằng mồ hôi. Ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, ta trục xuất mày giờ này. Tất cả anh chị em hãy cộng tác với tôi. Tôi nói rằng thần của Chúa giáng xuống trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận. Thần giải cứu giáng xuống trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu. Thần giải cứu giáng xuống trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận. Toàn bộ những ai cần giải cứu thì thần giải cứu giáng xuống trên anh chị em giờ này. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận sự tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tôi nói rằng thần giải cứu giáng xuống trên anh chị em giờ này. Thần giải cứu giáng xuống trên anh chị em giờ này. Thần giải cứu đầy dẫy trên anh chị em giờ này. Thần giải cứu đầy dẫy trên anh chị em giờ này. Tự do đi. Tự do đi. Tôi ra lệnh mọi độc tố trong người anh chị em. Trào ra. Trào ra đường miệng. Trào ra đường mũi. Trào ra đường hơi thở. Trào ra bằng đường mồ hôi. Trào ra bằng đường ngáp. Trào ra bằng đường ở. Trào ra bằng đường hậu môn. Đi ra trong danh Chúa Giêsu. Mọi uế linh đi ra. Ta ra lệnh mày ra. Ta ra lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi khỏi cơ thể của họ. Rơi khỏi cơ thể của họ. Rơi khỏi cơ thể của họ. Tất cả những tà linh, uế linh. Linh thầy bùa, thầy pháp, linh phù thủy, linh đình chùa, miếu mạo, linh hầu đồng, linh đồng, đội bát nhang. Trong danh Chúa Giêsu bùa ngải, tao bể gãy mày đi ra. Toàn bộ ô uế của mày đỡ trong thân xác này đi ra. Tà linh của sự đột quỵ, bệnh tật đi ra. Tà linh của sự tim mạch, ung thư, mãn tính đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tà linh của sự tổn thương, cay đắng, ruồng bỏ, cô đơn, lạm dụng, tình dục đi ra. Tà linh của sự thủ dâm, tà linh của sự đồng tính, ô uế, quan hệ với thú vật đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi bẻ gãy mọi rủa xả tổ tiên trên họ giờ này. Rơi khỏi thân xác của 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 họ giờ này. Satan cút đi. Satan ra đi. Satan out đi. Satan rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bạn chị em hãy cộng tác với tôi. Cộng tác nào. Cộng tác nào. Những ai đang ngáp, đang ói, đang ở, những ai đang run, đang giật những tóc mồ hôi. Anh em hãy nói lớn tiếng cảm ơn Chúa Giêsu, ta được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu đã giải cứu ta. Cảm ơn Chúa Giêsu đã giải cứu ta. Cảm ơn Chúa Giêsu đã làm ta tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu đã cột trói Satan. Cảm ơn các thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã xử lý Satan. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay ta thoát khỏi mày. Hãy nói lớn tiếng, nói lớn tiếng, nói lớn tiếng, nói lớn tiếng, nói lớn tiếng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Wow, sự giải cứu hãy đến. Tôi đang nhìn thấy sự giải cứu tràn đến trên anh em như sông tràn đầy. Ô, sự giải cứu tràn đến cho em như những cơn gió. Sự giải cứu tràn đến cho anh em một cách đầy quyền năng. Hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận giờ này. Tự do, tự do, tự do, tự do. Cậu trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đến cho em. Tự do, tôi nói rằng tự do. Mọi con quỷ phải rời đi. Mọi con quỷ bị phán xét giờ này. Mọi con quỷ bị quở trách giờ này. Mọi con quỷ bị quở trách trong danh Chúa Giêsu giờ này. Mọi con quỷ bị quở trách trong danh Chúa Giêsu giờ này. Mọi con quỷ bị đạp đầu trong danh Chúa Giêsu giờ này. Mọi con quỷ bị cột trói giờ này trong danh Chúa Giêsu. Mọi con quỷ bị trục xuất giờ này trong danh Chúa Giêsu. Rời đi. Rời đi. Rời. 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 Rời hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, tôi nhìn thấy sự tự do. Tôi nhìn thấy ông bạn cho em được tự do. Tôi nhìn thấy ông bạn cho em được thoát khỏi xiềng xích của nó, thoát khỏi sự nặng nề của nó. Ô, tôi đang nhìn thấy sự tự do trên ông bạn cho em giờ này. Tôi đang nhìn thấy sự tự do trên tất cả ông bạn cho em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi tuyên bố sự chữa lành trên thân thể. Khi ma quỷ đi thì bệnh tật nó cũng phải đi luôn. Ung thư rớt xuống. Ung thư gan, ung thư thận, ung thư mật, ung thư bao tử, ung thư tuyến giáp, ung thư tử cung, ung thư ngực. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
toàn bộ khối u ung thư hãy tăng đi, biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi quở trách bệnh tiểu đường, bệnh bại liệt. Tôi quở trách những con quỷ này, phục hồi đi. Tay chân được phục hồi, thần kinh được phục hồi, liệt tay liệt chân được phục hồi, đau cột sống được chữa lành, đau thoát vị đĩa đệm được chữa lành, đau vai gáy được chữa lành. Lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói anh chị em bởi đức tin nên anh chị em hãy lành. Ai đau chỗ nào đặt tay vào chỗ đó, và tôi nói anh chị em hãy lành đi. Gan anh chị em lành, tim anh chị em lành, phổi anh chị em lành, xương khớp anh chị em lành, đầu gối anh chị em được chữa lành, bàn chân anh chị em được chữa lành, đầu anh chị em được chữa lành, cổ họng tai mũi họng anh chị em được chữa lành, tay chân anh chị em được chữa lành, gan phổi anh chị em được chữa lành, bao tử được chữa lành, máu huyết được chữa lành, xương khớp được chữa lành, bộ gen anh chị em được chữa lành. Ô, những ai bị mất ngủ được chữa lành, những ai bị tiền đình được chữa lành trong danh Chúa Giêsu, những ai đau bao tử, những ai bị loét bao tử, viêm bao tử được chữa lành trong danh Chúa Giêsu, những ai đang bị yếu trong gan phải chạy thận được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói bởi đức tin cho em hãy lành đi, hãy lành bởi lần roi Chúa Giêsu, hãy lành bởi danh Chúa Giêsu, hãy lành và đón nhận sự chữa lành. Tôi nói thần chữa lành giáng xuống trên anh chị em giờ này, đón nhận, 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 đón nhận. Thần chữa lành giáng xuống vào chỗ đau của anh chị em giờ này, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Lành đi. Lành. Cái tay đau được lành đi, tay đau này được lành đi. Tay đau này được lành trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Một cái tay đau này dơ không được, nhưng bây giờ dơ lên được trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dơ lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng được nào. Ô, chân cẳng hãy được lành đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, tôi thấy ai đó đang ơ ra một cái và tất cả những sự đau tức trong người biến mất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi thấy ai đó đang, tôi nhắc lại, ai đó đang ở ra một cái và mọi đau nhất trong người biến mất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành hoàn toàn, bao tử hành tá tràng lành, bệnh về tiêu hóa lành trong danh Chúa Giêsu, đau tức được chữa lành. Còn cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Ô, vinh hiển thuộc về Chúa, vinh quang thuộc về Chúa, vinh quang thuộc về Chúa, vinh quang thuộc về Chúa. Tôi đang nhìn thấy sự chữa lành trên anh chị em thật nhiều. Sự chữa lành trên anh chị em thật nhiều. Toàn bộ những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, thân thể anh chị em được lành hoàn toàn, hồn anh chị em được chữa lành hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Anh em hãy thay đổi cách nói của mình đi ạ. Thay đổi đi ạ. Tôi được giải cứu, tôi được chữa lành, bệnh tôi đã được lành, đời sống tâm linh tôi được phục hồi, gia đình tôi được phục hồi, nợ nần tôi được giải quyết, những giới hạn thất bại đói nghèo của tôi đã được giải quyết, những xung đột của tôi đã được giải quyết, hôn nhân của tôi đã được giải quyết. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy thay đổi cách nói của mình cho em, bằng cách cái miệng mình nói ra những lời tích cực, miệng mình nói ra những lời đức tin. Để gì ạ? À? Quyền phép đó bắt đầu thực thi trên đời sống anh chị em. Hãy nói những lời tích cực, hãy nói thực sự và sống với những lời mình nói nha. Không phải nói cái miệng không, mà nói và sống với những gì mình đang nói. Tôi được chữa lành nghĩa là tôi đã hết bệnh rồi. Tôi được tự do nghĩa là tôi không còn liên quan gì đến ma quỷ nữa rồi. Tôi ăn năn và tôi thay đổi lối sống của mình. Tôi ăn năn và tôi thay đổi lời nói suy nghĩ của mình. Cảm ơn Ngài anh chị em, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Và anh chị em cũng hãy làm ơn viết những lời chứng của mình xuống về những phép lạ Chúa làm vừa rồi. Hãy viết xuống những comment của mình và nhiều người người ta đọc, người ta thấy và người ta cũng có đức tin để bước vào ăn bữa tiệc cùng với anh chị em. Biết đâu được những người đang bệnh tật, họ nhìn thấy anh em chỉ đơn giản cầu nguyện được chữa lành và họ cũng sẽ nghe và cầu nguyện theo những gì chúng ta vừa mới cầu nguyện và họ cũng được chữa lành, họ đang ăn tiệc cùng với chúng ta. Amen. Hãy làm chứng, hãy làm chứng, hãy làm chứng những gì đang xảy ra cho anh chị em. Những gì vừa mới xảy ra cho anh chị em hãy làm chứng xuống bên dưới trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Làm chứng đi anh chị em. Hãy viết xuống nè. Những gì Chúa vừa làm trong bàn chị em. Wow, tôi biết rằng Chúa làm rất nhiều điều. À, và những điều, toàn những điều khích lệ. Hãy viết xuống đi anh chị em. Tôi đang cảm nhận sự sức giàu của Chúa ở đây. Sự sức giàu chữa lành của Chúa đây. Cho nên tôi nói toàn bộ ông bà anh chị em được lành bệnh buổi tối ngày hôm nay.
những ai đang có vấn đề về bệnh tật được lành buổi tối ngày hôm nay, những ai đang có vấn đề về ma quỷ được tự do buổi tối ngày hôm nay, tôi nói mọi con quỷ nó phải rời đi, mọi bệnh tật phải được chữa lành. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, tất cả đều phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, amen. Cảm ơn Ngài, hãy làm chứng những điều Chúa làm một cách cụ thể anh chị em, một cách cụ thể. Oh hallelujah, amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Giêsu. Anh chị em hãy ghi xuống, hãy ghi xuống những gì Chúa làm cho mình, amen. Hãy ghi xuống những gì Chúa làm cho mình, đó là cách mà anh em làm chứng. Wow, hallelujah, trầm cảm, cảm ơn Ngài, cảm giác đã được thoải mái, amen. Cảm ơn Chúa, hãy ghi xuống những gì Chúa đang làm cho mình. Cảm ơn Ngài, amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và bởi đức tin anh chị em được tự do, bởi đức tin anh chị em mình được chữa lành. Vâng, hãy ghi xuống, hãy ghi xuống, làm chứng, làm chứng, làm chứng cho danh của Ngài. Wow, làm tan u mỡ trên tay trái, phải không ạ? Cảm ơn Chúa, lòng con được bình an, vui mừng, thân thể con được khỏe mạnh hơn. Amen. Cảm ơn Chúa vì những lời chứng tuyệt vời, những lời chứng tuyệt vời đó của ông bà anh chị em. Yes, amen. Tiếp tục ghi anh chị em ơi, tạ ơn Chúa con được vui mừng, bình an, ngợi khen Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa, em vừa mới ở hơi một cái thì ngay tức thì mục sư nói ai vừa ở hơi một cái phải được chữa lành. Tạ ơn Ngài, hallelujah. Đúng là diệu kỳ, diệu kỳ, diệu kỳ, đúng là phép lạ. Xuyên lục địa, đúng không? Xuyên lục địa có nghĩa là gì ạ? Đối với Chúa không có không gian, không có thời gian, không có khoảng cách gì trơn. Anh chị em ngồi đó, tôi ở đây, nhưng mà tất cả chúng ta được kết nối với nhau, trò chuyện với nhau như là mặt đối mặt vậy đó. Amen, đúng không ạ? Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok. Yes, cảm ơn Ngài. Rồi ông bà anh chị em, vâng, đến giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Và hẹn ông bà anh chị em vào tối thứ sáu tuần này. Chúng ta sẽ có buổi Zoom để chúng ta được học lời Chúa và chúng ta cũng cầu nguyện. Amen. Và những anh chị em nào có những nan đề một cách cá nhân, bệnh tật, đau yếu, những vấn đề, đừng quên email cho tôi vào trong cái hòm thư Mục Sư Quý y dài nha, Mục Sư Quý viết liền, Mục Sư Quý a@gmail.com. Hãy viết vào đó và mô tả cụ thể những gì mà mình đang muốn Chúa làm cho mình, chữa lành, phục hồi, ban phước, nâng đỡ gì đó, hãy viết vào đó. Và nhớ rằng để tên họ của mình đầy đủ nha, đừng có viết trống không. Hay, ví dụ em, anh, chị, tôi tên là Dày, sinh năm Dày, tôi đang gặp những vấn đề này, nhờ mục sư cầu nguyện. Và khi tôi đọc những điều đó, tôi sẽ trình lên với Chúa. Chúa sẽ giúp đỡ ông bà anh chị em. Nhớ viết email, chúng ta làm việc bằng cách đó. Và hãy nhớ hàng tuần chúng ta có 2 buổi cho cộng đồng mà anh chị em ai cũng có thể tham gia, tối thứ tư và tối thứ sáu. Tối thứ tư thì chúng ta live stream như thế này, tối thứ sáu thì chúng ta vào Zoom 944-944-8991, mật khẩu 123456. Okay, rất đơn giản phải không ạ? 19 giờ. Chúng ta cảm ơn Ngài. Nào, xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Tôi chào tạm biệt hết thảy nha. Xin Chúa ban phước và cho anh chị em một giấc ngủ ngon trong sự bình an của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.